Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay cây cát Nam Mỹ này nó đã lên màu, mình xin quay lại cùng các bạn thưởng thức vẻ đẹp của nó. Hôm bữa mình có quay một lần nhưng hôm đó nó mới hé, cánh của nó chưa thể hiện rõ cái màu blue khói. Và hôm nay cánh của nó đã lên được cái màu blue khói nên mình quay lại cùng với các bạn thưởng thức. Đây là một dòng cát Nam Mỹ xưa. Phần tên của nó mình sẽ để ở phía bên ngoài tiêu đề clip. Dòng cát Nam Mỹ nó cũng có rất là nhiều bạc bông và nó cũng khiến cho nhiều người đam mê nó, sưu tầm nó. Và dòng cát Nam Mỹ thì giá thành cũng không có được rẻ. Và cây cát Nam Mỹ này được trồng thuần của vườn mình và nở hoa tại vườn mình.